cái vấn đề bạo lực học đường nó đang là một cái vấn đề rất là nóng bỏng mà khiến tất cả mọi người đều phải quan tâm. Và cái tỷ lệ bạo lực học đường ngày càng gia tăng, không chỉ từ thành thị đến nông thôn đến các vùng miền, nghĩa là ở đâu có cái trường, các trường trường học thì ở đó có diễn ra bạo lực học đường, và không chỉ giới hạn ở trong các nam sinh mà ngày nay thì tỷ lệ nữ sinh tham gia bạo lực học đường cũng rất là lớn. Con gái Việt Nam ở trên người trên thế giới biết là họ rất là tùy nghị và nết na, nhưng mà không hiểu sao từ ngày mà văn hóa phương Tây được du nhập về, họ lại không học được cái điều gì tốt đẹp hơn mà họ lại hay học được những cái điều gọi là, tôi cảm thấy đó là tạp chất. Thì cá nhân em đã từng chứng kiến hai bạn nữ hẹn nhau ra và đánh nhau rồi. Thì hai bạn ấy đánh nhau là túm tóc nhau này, cào nhau này và xé quần áo của nhau. Rõ ràng là cái tỷ lệ bình đẳng giới bây giờ thì đã khá hơn xưa rồi. Và vì thế mà không chỉ có chuyện là nam sinh đánh nhau nữa, mà bây giờ các bạn nữ cũng thể hiện nữ quyền của mình, cũng tham gia vào việc đánh nhau. Thậm chí là có nhiều clip mà chúng ta xem được là còn ghê hơn cả nhìn thấy khi nam sinh họ đánh nhau. Do cái việc các bạn ấy xung đột lẫn nhau ở trong quá trình học hành, hoặc là ghen tị lẫn nhau, hoặc là nói xấu, hoặc là thậm chí là tranh giành bạn trai hoặc ghen tua gì đấy. Do có thể là các bạn ấy, thứ nhất là bạn ấy thiếu cái kỹ năng sống này, các bạn muốn thể hiện bản thân mình là muốn tôi đang đứng ở cái vị trí nào trong cái xã hội này. Thường thì là xảy ra ở các học sinh cấp 3, mà theo học sinh cấp 3 thì tâm lý các em ấy là muốn thể hiện bản thân mình. Bản thân các bạn nữ sinh do lứa tuổi trung học phổ thông hay là trung học cơ sở là lứa tuổi các bạn rất là thích khám phá, thích tò mò và rất là thích thể hiện, cho nên là các bạn muốn tìm một vị trí nào đó trong bạn bè của mình, muốn mình có một cái hình ảnh nào đó trong mắt bạn bè. Và bên cạnh đó chúng ta cũng phải nói một cái khía cạnh nữa là cái tỷ lệ bạo hành gia đình ấy. Bạo hành gia đình thì chính những các em mà được sinh ra từ trong những cái ngôi nhà mà có bạo hành gia đình đó thì khiến các em nghĩ rằng là bạo lực có thể giải quyết hết tất cả. Và khi mà các em không được trang bị về kỹ năng sống, khi mà các em ấy không được hiểu về các cái giá trị sống hàng ngày, thì các em nghĩ rằng là bạo lực sẽ giải quyết tất cả như thế và dẫn đến hành động đánh nhau. Và như vậy khi đánh nhau thì các em ấy không nhận thức được, các em chỉ nghĩ là mình giải quyết vấn đề của mình thôi, nhưng mà các em ấy không nghĩ được rằng là những cái đấy nó đã gây tổn hại không chỉ chính bản thân những cái người mà bị bạo hành, mà những cái người gây ra bạo hành cho các bạn khác. Cũng có thể là các em bị mất tình bạn này, các hành vi như là đánh nhau, lột quần áo nhau này, thì đã làm mất đi những cái giá trị thẩm mỹ của người con gái Việt Nam. Cũng có một phần đó là sự vô cảm của những môi trường xung quanh, như là các bạn khác thì lấy điện thoại ra quay hoặc là bàng quang nhìn, thậm chí là cổ vũ cho các bạn đánh nhau mà không có thái độ gì cả. Thậm chí là một số bạn nam còn tỏ ra phấn khích và xúi để cho hai bạn ấy thêm tiếp tục đánh nhau, cho cuộc đánh nhau đấy trở nên gay cấn hơn. Còn theo mình nghĩ hơn thì là vấn đề này cũng liên quan đến cả giáo dục trong Việt Nam nữa, đó là sự thờ ơ với các quyền của em, của con em trong phạm nhà trường. Em không được trang bị đủ kiến thức để tự bảo vệ mình. Cái việc các bạn đánh nhau em nghĩ là có liên hệ một chút đến quyền tình dục, ở chỗ là các bạn ý cái khẳng định bản thân ấy, thì các bạn ý muốn khẳng định bản thân, và nó cũng có một cái quyền đó là quyền được bảo vệ. Thì những cái nạn nhân ý thì đã không nhận được sự bảo vệ từ cộng đồng ạ. Cộng đồng đã không chung tay bảo vệ nạn nhân đấy, mà thậm chí còn một số bạn còn giúp đỡ để cho cái người kia, cho những cái đối tượng kia có hành vi là xâm phạm cả về thân thể, xâm phạm cả về mặt tinh thần, xúc phạm làm ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn ý. Tôi nghĩ là cái hành động bạo lực này thì liên quan rất nhiều đến cái sự xâm phạm thân thể của nữ sinh. Tại sao tôi lại nói như vậy ạ? Đơn giản vì khi tôi xem cái clip thì họ đánh nhau thường dẫn đến lột quần áo, và trong khi đó rất nhiều nam sinh ở đứng bên cạnh thì cười ồ lên và quay phim. Với đặc biệt là giới nữ sinh thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái quyền được bảo vệ, quyền được bảo vệ sức khỏe của nữ sinh. Khi mà có bạo lực học đường xảy ra thì nạn nhân của bạo lực học đường thì thường thường các bạn sẽ bị khủng hoảng tâm lý rất là nặng nề, và đặc biệt là có thể ảnh hưởng rất nhiều đến về mặt sức khỏe. Tôi là Nguyễn Đức Hùng và hiện nay tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Công đoàn. Mình là Ngô Thu Trà My, hiện tại mình đang là sinh viên năm thứ 3 khoa công tác xã hội trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tôi là Nguyễn Đình Ngọc, tôi đến từ khoa công tác xã hội trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Còn mình là Phạm Thị Dương, mình đến từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Em tên là Nguyễn Thị Hồng Đông Ngọc ạ, đến là sinh viên năm nhất khoa công tác xã hội Đại học Sư phạm Hà Nội ạ.